Cử nhân đại học nữ này đã quyết định mở một quầy bán hàng để thỏa đam mê nấu nướng của mình và bắt đầu con đường làm giàu. Vì xinh đẹp nên cô ấy có rất nhiều anh chàng theo đuổi. Cách đây vài năm, thay vì lựa chọn chấp nhận phải kết hôn sinh con như bao người phụ nữ Ấn Độ khác, thì cô ấy lại muốn nâng cấp bản thân hơn và đã lựa chọn con đường đi du học. Cô ấy đã đến Trung Quốc để du học cách đây vài năm và đạt được thành quả to lớn. Có thể nói, hầu hết các thành phố lớn của Trung Quốc đều có du học sinh Ấn Độ, phần lớn theo học ngành y, số còn lại theo học ngành kỹ thuật công trình và ngôn ngữ. Vì các trường đại học công lập và đại học tư đất đỏ của Ấn Độ rất hạn chế, điều này khiến các sinh viên nghèo Ấn Độ chỉ có thể tìm kiếm các lựa chọn ở nước ngoài. Tại các trường đại học công lập ở Ấn Độ, tổng điểm bài thi là 720 điểm, muốn trúng tuyển thì phải đạt trên 600 điểm. Nhưng ở các trường đại học Trung Quốc, ngay cả khi điểm số của sinh viên nước ngoài là 400 hoặc thấp hơn cũng sẽ được nhận, đúng là siêu dễ dàng. Còn có một số sinh viên Ấn Độ, mặc dù họ đạt điểm rất cao nhưng lại không đủ khả năng chi trả học phí đắt đỏ, họ cũng sẽ thường chọn Trung Quốc làm lựa chọn của mình. Vì họ có thể nhận được học bổng và trợ cấp cao từ các trường đại học Trung Quốc, vừa có thể mở rộng kiến thức, lại vừa được thưởng thêm nhiều tiền. Thêm vào đó, các sinh viên cảm thấy rằng đồ ăn Trung Quốc có những điểm tương đồng với Ấn Độ. Họ có thể thích nghi với văn hóa Trung Quốc một cách nhanh chóng và ít gặp trở ngại nhiều. Hơn nữa, Trung Quốc về mặt địa lý lại gần Ấn Độ. Gia đình cô ấy thực ra không giàu có. Với thành tích xuất sắc trong một môi trường lớn như vậy, cô đã chọn đến Trung Quốc để học tập. Tuy nhiên, sự lựa chọn chuyên ngành của cô còn khác thường hơn. Cô ấy đã chọn ngôn ngữ Trung Quốc vì cô nghĩ rằng Trung Quốc là nước có tiềm năng, sẽ ngày càng có nhiều giao dịch thương mại với Ấn Độ trong tương lai, tự nhiên cũng có nhiều cơ hội hơn. Sau đó, cô ấy bắt đầu du học tại Trung Quốc. Lúc đầu, cô bị thu hút bởi văn hóa của các dân tộc thiểu số Trung Quốc. Sau đó, cô đã yêu ẩm thực và tìm hiểu sâu về nó. Thông qua nhiều lần du ngoạn, lần đầu tiên cô thấy ẩm thực của một quốc gia đa dạng, phong phú giống như Ấn Độ. Cô đã kể rất nhiều về trải nghiệm của cô đối với đồ ăn Trung Quốc, gồm cả cách ăn uống và cách nấu nướng. Sau đó một lần tình cờ, cô đã học món cơm chiên và mì xào đỉnh cao với một người được cho là bậc thầy đầu bếp. Kết thúc hành trình du học, cô ấy trở về Ấn Độ. Do tình hình dịch bệnh, tìm việc không suôn sẻ, nên cô chỉ có thể vận dụng kỹ năng nấu nướng đã học trước đây để mở quầy hàng. Bởi vì gia đình cô nghèo và cần tiền. Ở Ấn Độ hiện nay, đồ ăn Trung Quốc vô cùng phổ biến, được ưa chuộng nhất trong số tất cả các món ăn nước ngoài. Người đẹp cùng với đồ ăn ngon, công việc kinh doanh của cô cũng rất tốt. Điều này cũng dẫn đến có rất nhiều người theo đuổi. Có một số thanh niên vì cô mà đánh nhau, thậm chí có người còn bị đánh vỡ đầu.
Hai thanh niên bên cạnh này thì thông minh hơn, cả ngày đến đây giúp cô ấy không cần tiền công. Bạn cảm thấy món cơm chiên của cô ấy như thế nào? Cảm ơn bạn đã xem hết video. Nếu thích hãy like và follow kênh nhé. Lưu ý, nội dung trong video đã được thêm thắt, biến tấu để lôi cuốn hơn. Tạm biệt và hẹn gặp lại!